thôi. Tiếp tục là một cái chiếc quan tài gỗ lim rất là nặng. Vừa rồi thì mở đầu video thì mình có giới thiệu một số hình ảnh làm việc của anh em mình. Hôm nay tiếp tục lại cùng với dịch vụ mai táng của trại hòm Nam Hòa Thiện về lại ngã tư chợ mới Bông Dèo của xã Hòa Thuận, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang để phục vụ cho bà con cô bác ở đây nha các bạn. Hôm nay tiếp tục lại ra một chiếc gỗ lim, nói chung là cũng là đại cối nha các bạn, rất là nặng đối với anh em mình. Và bây giờ mình sẽ vào trực tiếp trong video để cho mọi người theo dõi anh em mình làm việc khiêng một chiếc gỗ lim nó vất vả như thế nào nha. Rồi, anh em tiếp tục làm việc cùng với dịch vụ mai táng của trại hòm Nam Hòa Thiện nha các bạn. Bên trong anh em đang dọn dẹp một số đồ. Nay tiếp tục ra cây lim. Nay gặp gỗ lim mày anh ơi. Tới chuyện nữa rồi. Tới chuyện nữa. Anh Trung ơi, biết cái gì chưa? Lim nữa quá. Ở đây sát bên thì nó cũng khỏe. Bây giờ là cũng không còn bao lâu thì tiến hành di quan ông ra nơi phòng mộ nha. Bây giờ thì con cháu cũng tiến hành đến quanh linh cữu để thắp nén hương cuối cùng nha các bạn. Rồi, tiếp theo chương trình sẽ là đánh quỷ của dịch vụ mai táng của trại hòm Nam Hòa Thiện nha. Anh em mình trước khi di quan thì có làm một cái buổi động quan, trong đó là có đánh quỷ và dạ múa lân nha các bạn. Của con về đa nghiệp của cô và dù như đó là nhiệm vụ của mình không tranh thời điều gì sẽ xóa thưa quý ông bà cô bác cùng nhìn tà quỷ nghiêm tình tha thứ bỏ qua cho và cũng xin chào làm lễ đồng quan thời đại cháu sẽ mặc phép được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quá trình để chuẩn bị ra một chiếc hơi hộp rất là nặng nha các bạn. Mình chuẩn bị mới được hộp nặng lắm. Đổ liêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá rồi. Nhiều lắm nặng các bạn ơi. Không giống nhất luôn. Cố lên mấy anh ơi. Dưới bị quá rồi. Tép. Tép. Tép đi. Tép đi tay chân. Quá trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quá trời hả anh Trung? Quá trời khiếp. Giữ gần cái bờ hộp nữa mà. Chảy máu là có tiền. Chảy máu luôn à. Cặp sinh sống không? Quá trời đẹp luôn. Quá đẹp. Đi xa chắc chết luôn thiệt, nhưng nổi không? Sao không nổi? Bữa nay ấy là đông luôn à. Nó giữ hơn cái bữa hổm. Tại vì biết sao không, nó đi xuống với cái này nó giống thịt chứ. Giống vậy nhưng mà đi cũng có mắc lỗ. Hang lỗ không? Tìm xuống cái đó để xuống cái lỗ. Lên cái nữa miếng bánh nhỏ. Hỏi xuyên suốt luôn á chị ơi. Vậy hả? Dạ. Dạ. Rồi, đi. Ở đây cái đó. Đè luôn.
Anh em chỉnh khoan tay. Giờ mình tiến hành đi về nha các bạn.